Hello hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo này của em. Đó, hôm nay em sẽ làm một cái video khá là thú vị cho anh em, đó là đi quăng đất vào móng nhà các bác nhá. Và các cái quy trình làm của nó. Thì ở đây thì nó hơi ồn một chút. Đó, đây mình quay cho anh em này. Đây là cái móng này là đầm hai lượt. Đó. Thì lượt một thì bây giờ sẽ đầm hết chỗ này, xong là chuẩn bị là sẽ sang lượt hai. Đây là giám đốc trưởng nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái máy của mình để thực hiện nhá các bác nhá. Đó. Hôm nay thì mình sẽ đội ở trên đầu, tiếp tục vẫn là video ITA 360 và đội ở trên đầu. Đó, mình treo cái mũ mình vào đây, xong mình quăng đất vào. Thời tiết hôm nay khá là nóng, nhưng mà may là mình đứng ở trong cái đằng sau cái ngôi nhà này, cho nên là nó cũng mát mẻ. Thả vào đây. Ở phía đằng kia thì nó có cái bể nước, nhưng mà cái bể nước kia thì mình chưa làm đến nó, chưa động đến nó. Cái đoạn đó thì nó đang bị thiếu đất. Mình sẽ chở cái đường đằng phía ngoài đằng kia cơ. Đấy, quăng hết vào đây nhá. Cái cần của mình nó gây gót két này là do là bị dạng như kiểu là bị chết bạc chân cần đi anh em. Đó. Cho nên là nó không có mỡ vào đó. Mình có giỏ nhớt vào nhưng mà nó vẫn không gọi. Và cái bạc này thì mình phải mang lên xưởng để sửa chữa cơ. Thế còn nếu mà để mà cái mỡ của mình tự sửa thì không được, bởi vì cái chân cần nó rất là nặng. Với lại là người ta mới thay bạc nhưng mà bạc nó có lại bị hỏng ấy. Thời tiết nắng nóng như thế này, máy nào mà nó bị nóng máy là sẽ sôi nước đây anh em ạ. Nhưng mà máy của mình nó khắc phục là mình có cái két phụ đây này, nó cũng mát mẻ rồi, nó cũng không nóng nữa. Trước này nó có cái cây chanh, cây này khá là đẹp cho nên là mình không phục. Đá. Mình không muốn là làm cho nó hỏng mất. Cái đất này là chính cái đất của cái dưới cái móng này người ta xúc lên các bác nhá. Chứ không phải là đất người ta đổ về đây đâu. Mình bật cái quạt này lên cho nó hút cái hơi nóng thổi ra đằng kia. Mình người mình cũng mát đấy anh em ạ. Đó, đây là cái mặt bằng cũ của nó này. Đó, mình sẽ xúc đến cái mặt bằng cũ này. Cào những cái này ra. Thì có hai máy đầm cho nên là nó cũng tiến độ nó cũng khá là nhanh. Chứ một đầm thì nó hơi lâu, bởi vì cái nhà này nó đầm hai lượt mà. Nó mất nhiều cái công đoạn. Chỗ này thì mình sẽ san ra để làm đường đi nhá. Chanh nó rơi xuống rồi. Nay thì tiếng ồn nó hơi cao nên anh em mà không nghe rõ thì rất mong anh em thông cảm. Máy đầm nó chạy, máy xăng nó kêu to quá.
mẹ đây nhá. Xa là mẹ đây. Hôm nay ông cởi áo à? Hôm nay đâu còn có mấy đá đây nè. Có mấy cái gạch xỉ cái tông này, đá nữa, cái này thì mình sẽ cho nó xuống dưới, đây, cho nó đây để nó chìm xuống dưới đi. Quay ra bên cái bên này thì tiếng ồn nó là còn to hơn. Bên ở bên kia thì nó không ồn mấy đâu, sang bên này nó ồn. Bây giờ mình sẽ san cái mặt bằng ra nhé. San mặt bằng trong đó là dí để cho các bác ấy đầm. Đây là có con đá này, gạt nó ra dưới này đi, cho nó xuống dưới thấp này đi. Bây giờ nó cao hơn rồi. Cao hơn thì mình sẽ gạt cho nó bằng bằng đi. Này sau lùng thì dùng cái lưng gầu để dí các bác nhá. San cho nó phẳng đi, cho nó bằng đi, xong bắt đầu mình đi mình dí. Thank you.
dần được cái đoạn này. Đó. Còn cái đoạn trong kia thì lúc mình nhảy vào trong thì mình sẽ thấy sau. Xích mất. Rồi, ngoài cái này ra cho nó sạch sạch ra, rồi lúc mình lăn nó mình xúc cho nó dễ. Mình sẽ ra đây để mình quăng lượt ai ở cái ô ngoài này nhá. Nhưng mà trước khi ra là có phải san cho nó bằng bằng nữa. Đây quăng ở cái ô này này. Cái ô này thì đã đầm lượt 1 rồi. Bây giờ là sẽ chuyển sang lượt 2. Ngoài này nó nắng thì lúc nãy là mình cũng làm sâu mà, để làm sâu. Thế này cái ô này thì là cho cát rồi, nhưng mà cho cát sỏi kia thôi. Nó có hai cái cọc này là hai cái cọc chống sét anh em nhá. Cam của mình nó còn không? Nó nóng nó sập từ bao giờ rồi. Thôi xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người.